Tết vừa rồi bác có thịt không? Ừ. Có gà không? Dạ thọ nó Ừ. xe xe bởi vô tầm chặt cái đi nó. Ừ, thì Không được. tao à, không không do không có à? mày mà do mày mày. Này, cái này là từ cái hôm bác bảo là chữa cá này, à, cá chữa đau họng này, từ hôm cháu lên đây là Ủa. bây giờ vẫn nguyên thi. 1 tháng chơi rồi. Tao đi chỉ du lịch. Rau chua. Dồ, chết thôi. Rau chua này còn ăn được. Khi ông để trà để vài năm rồi ăn Xem thì đi. nó thối hết rồi đây này. Cô bác anh chị thân mến ạ, à, hiện tại thì em đang có mặt tại dưới nhà của bác Giáp Phó. Ngày hôm nay thì anh em sẽ đến và trao một cái phần quà của cô Judy Đặng. Thì trước đó cô cũng gửi là 1 triệu đồng để gửi tặng cho bác ý. Hôm nay thì anh em đi vào trong này và cũng sắm được khá là nhiều cái phần quà đây. Phần quà tổng của cô Judy Đặng ấy là 1 triệu thì con đã thay mặt cô là mua đi hết là 600 ngàn đồng. Thì trong đó là có những cái đồ đạc nhu yếu phẩm như là gạo thì 320, thì nhu yếu phẩm 130 này, thịt gà là 150. Vậy là tổng là 600 ngàn đồng, còn 400 thì tí nữa con sẽ thay mặt cô là trao lại cho gia đình. Hôm nay thì có mấy gương mặt mới mới đây các bác. Và đây là thành viên Cháu tên là Thẻ. à, cháu tên Thề à, có nhờ em Thề ra ngoài này để phiên dịch một hôm các bác ạ. Nhà cửa là sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi đúng không? Thế này vừa rồi là về quê ăn Tết, hôm nay là cái video mới rồi các bác, và qua năm mới rồi. Sang năm 2024 thì cũng xin chúc các bác là có thật nhiều sức khỏe cũng như là hạnh phúc thành công. Giới thiệu với các bác, đây là một thành viên cũng khá là mới. À, em Thành xin chào quý anh chị cô bác, chúc các bác ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay là em Thành ngày đầu tiên đi cùng đội nhóm với kênh của anh bé. Dạ vâng, bạn Thành ấy là cũng là một người con của Cao Bằng, thì thời gian vừa rồi thì anh em cũng có sang bên Cao Bằng và làm việc ở bên đấy được một khoảng thời gian ngắn, và tương lai sau này kênh ấy cũng sẽ phát triển dần sang bên kia các bác ạ. Hôm nay thì bạn Thành bạn sẽ về với đội team các bác nhá. Đấy thì để cho các bác nắm rõ hơn thì tương lai sắp tới thì em Thành cũng sẽ làm MC, và em bé với chỗ chị Thắm ấy sẽ còn rất là nhiều những cái công việc khác nữa, không chỉ là ở những cái chương trình thiện nguyện mà còn cũng phải sinh kế nữa các bác ạ. Rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau, thế nên là tương lai là bạn Thành sẽ làm MC, cũng rất là mong được các cô bác anh chị là đồng tình ủng hộ, cũng như là có những cái chỗ nào được chỗ nào chưa thì cũng rất mong mọi người cùng nhau góp ý để anh em có thể là phát triển một cách bền vững nhất. Cảm ơn các bác. Đi nhà bạn nhà gọi bạn thôi bằng tuổi. Thành sinh tháng mấy? Mình là tháng 2. Tháng 2 à? À, Thành trước đó là cũng có làm YouTube rồi các bác ơi. Nhưng mà do là ở bên kia thứ nhất là cũng ít khi mà giao lưu với các kênh khác, thì đâm ra là hôm nay là trở về gồm một chỗ quy tụ. Bên đấy thì cũng khá nhiều hoàn cảnh nhờ bạn nhỉ. Bên đấy là cũng có rất nhiều hoàn cảnh nó khó khăn, nhưng mà thật sự là kênh con nhỏ không có tương tác thì không giúp gì được cho bà con ở bên đấy. Đấy. Vâng. Hôm nay lần đầu tiên mà anh Thành đi làm mà có nói gì mà không phải hay là làm không đúng thì mong các bác hết sức thông cảm và góp ý nhiều hơn ạ. Khả năng hôm nay phải cho Thành thử luôn, test luôn đấy. Phải không? Ok. Do bác Phó có biết nói tiếng phổ thông, đâm ra là có nhờ em Thề đi theo. Phải không Thề? Vâng. Thề ăn Tết xong nhìn cái kiểu đẹp trai hơn, phải không? Hả? Không đẹp à? Nhìn Tết vừa rồi có đi tán gái không? Sống ở một mình, làm nhà xong to tướng thế kia, ở một mình chả buồn lắm à thế? Hả? Buồn không? Thế là thích cô nào chưa? Thích đi à, hôm nào anh dẫn đi sang em lía bông hoa của núi rừng đấy. Không biết là bác Phó năm vừa rồi là ăn Tết nhất như thế nào, tí phiên dịch của anh nhé bác ơi. Ôi giời ơi bác Phó ơi, vẫn có cái kiểu như cũ này, vẫn chưa thay đổi được này. Bác Phó ơi, giờ ơi, ô ông đi đâu rồi? Ông cứ 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 để đây cho bác này. Này thì người ta vào nhà lấy hết gà hết trứng đi còn không biết, xem còn gà gổng gì không.
Ra hôm nọ chị Phương chị sắm cho các bác. Xong này là em bé cũng bảo gia đình ấy đây này, cái đống này này. Thì là hôm trước lên thì cũng bảo là bác dọn đi, có khả năng là bác để cái đống như thế này ăn Tết rồi. Hôm trước là lên trên này do là cái mái tôn ấy người ta không bán lẻ, đâm ra là em bé không có mua vào được. Xong thì có mấy cái tiệm lớn thì người ta cắt xin thì chắc là vẫn được, nhưng mà mỗi tội là cũng Tết nhất đến nơi, hôm đấy vào rồi cũng hai hai mấy rồi các bác, đâm ra là không mua được cái tấm tôn đậy cho bác cái này. Đấy, sau rồi em bé có bỏ tiền của em bé giúp cho bác ấy, coi như là bảo là mua lấy 1 mét thế này cho cháu, bảo sang bên này, bác bảo sang bên này là lấy được làm được. Cuối cùng bây giờ lên đây vẫn chưa thấy làm đây này. Dơ ơi, làm sao lại mềm mếp người thế này? Dạ Chả không phải đâu, không uống rượu đâu, không có Đã mùi đâu rượu. Mô tô hảo á? Sốt được bao nhiêu ngày rồi? Mô tả sản nâu nè. Nó phát nâu rồi. Được 2-3 ngày rồi. Hai ba ngày rồi á? Chị Thắm mang Có thuốc thuốc, đi theo. chị có thuốc. Ừ, thế thì tí nữa vào nhà đã. Má chết. Ôi dồi ôi, nóng hết người này các bác ạ. Như thế nào ấy, mồm mềm hết người. Phát không do tự nhiên mà Ông mà tí. ông bảo là ngồi đi xe bò ăn cỏ thôi. Ông đang chăn bò, tức là lấy bò đi ra ngoài thả xong rồi chăn để bò nó ăn cỏ. Hình như là bắt buộc vào hay sao mà. Ok rồi ok tao rồi đi chợ đài đi chị đài mà ok cả nó bò rồi. Buộc rồi thì cũng không cần. Đi đi vào nhà thôi bác ạ, đi vào nhà đi. Tủ giấy ruộng này là của bác à? Cái này phải của bác không? Nho này đó, không phải nhà trên. Bác hôm nay đi cứ thấy mèo méo rồi các bác ạ. À, vừa rồi chắc là ông ôm sốt, không biết là ăn uống được không. Thế bác có ăn uống được không? No tàu chị tàu hả? Bác no tàu chị tàu. Nó ăn nó tập mỏ thế chị tao nó mà nó là mẹ à, được ăn ít thôi. Ăn được ít đi các bác ạ. Do là thế là bác ốm như thế này là được bao nhiêu hôm rồi? Ăn mỏ cho ném mỏ tập chẳng đâu ừ. Ủa, lỗi thử tôi bảo là ông bảo là 1 tuần thôi. 1 tuần à, hay là bị sâu răng xong thì nó xuyên lên đầu, phải sâu răng không? Ý à thế ô mà mô bác à đã thích cú thôi bây giờ ý bảo hô hô thì mới đặt đầu ho chỉ giờ po cả đó, cái răng gọi là cái gì? còn nghe ở cho còn nghe mất gì mong À, anh hỏi bảo là đau răng không phải là đau đau họng. Sốt mà bác đang sốt đấy, thế là thấu có cả mót rồi ngứa ngứa cổ à? vâng Ồ, ờ, đau họng ngứa cổ đây. Thế chân tay cũng thấy nóng bừng các bác ạ. Thế là đau như thế này thì đã có thuốc gì uống chưa hả bác? à mà lia bà ta vô chỗ thì thế hảo thế à thì vô ấy bảo là không có tiền không mua thay đọc có dòng thay nhó có dòng bảo là không có tiền mua thuốc ủa thì ông bị ó thì cũng ở khi nào khổ thì khổ thôi không khỏi thôi. Thế bác để tự khỏi à? Cái này là phải nhờ vào sức đề kháng nữa không? Cái này là không cần phải thuốc thang gì tự khỏi. Nhưng mà chắc là cái trường hợp này là cũng dân vùng cao mình là cũng thường hay xảy ra rồi. Vâng. Đấy, cũng không phải là cứ ốm mỗi lần ấy là sẽ đi ra mua thuốc hoặc là đi viện bao giờ đâu các bác ạ. Trên này thì thường là cứ ốm mà lúc nào mà không ăn không uống được nữa, không đi được nữa, lúc đấy thì mới lo ra viện hay là lo uống thuốc, đúng không? Vâng, Ừ, đúng. đấy thì nhiều người là nó có những bệnh tật như thế rồi là đến lúc đi ra viện là không kịp nữa, quá muộn rồi. Vâng. Đến lúc lại quay về, quay về đến lúc lại bà con lại cái nhận biết mình thấp, thế nên là cứ nghĩ là đi viện về mất. Nhưng mà nào có Vâng. phải đâu, mình không ăn không uống được rồi, giai đoạn cuối rồi thì mới đi viện thì người ta chả chả về, đúng không? Vâng, đúng Cho rồi. nên mình có dấu hiệu một cái hay là 3 4 hôm không ăn được thì mình đi ra viện truyền nước tiếp tước hay là người ta khám chữa bệnh tật, đúng không? Thì nó sẽ dần dần nó mới phát triển được chứ. Vâng. Đấy, như bác này đấy, như bác bảo để như thế nó tự khỏi này. À, cháu bảo bác như thế này, hôm nay là có cái phần quà này này bác nhé. Này bác dịch chưa đây, đây là của cô Judy Đặng nhá, gửi tặng bác 1 triệu này, cháu mua hết đi 600 này bác này.
Đây, cái này là cái thịt gà thì tối mấy bố con liềm làm lên mà ăn nhá. Tết vừa rồi bác có thịt không? Có gà không? Dạ thọ nó chia sẻ với vô tầm cho cái đi nó. Thì tao không được. À, không 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 có à? À thì cũng có. Thế mua nó đi đâu rồi? Vâng. Đi chơi. Lại đi chơi à? Này nó không chịu hộ bác làm. Đây để cháu đây nha bác nhá, gầy nhá. Gần 3 cân gà đấy. Đây, bao gạo này. Với lại cái này là ít đồ đạc để bác mắm muối mì chính nhá. Đây, mắm muối mì chính này, cái này là cái bột giặt cho bác giặt quần áo nhá. Đấy, này muối này. Châu chè là, muối hải châu chè là. Được mà. Đấy. Mắm này. Còn một cái này đặc biệt hơn một tí là bác gội đầu sạch sẽ đi nhá. Vâng. Đây. Đây mì chính các thứ ở trong này. Với lại hôm nọ bác bảo là hết dầu rửa bát rồi, cháu mua vào thay mặt cô Judy là mua cho bác này để bác rửa bát, rửa xong rửa nồi sạch sẽ đi. Mỗi lần lên bảo bác là rửa bát rửa xong nồi cọ sạch sẽ đi thì bác bảo là hết 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 cái dầu rửa bát các bác ạ. Nhưng mà thường ở trong này thì theo như em thấy đấy, theo như mình thấy ấy, thì là thường là bà con toàn đun nước sôi thôi. Đấy, nước nóng nước ấm để mà mình không có nước mà rửa. Đúng rồi, ở trong này thì nói chung là nước thì nó cũng khan hiếm nhưng mà đại loại là cũng phải sạch sẽ. Tùy từng nhà thôi, có nhà người ta sạch sẽ thì cũng được nhưng mà có nhà không sạch sẽ thì cũng không ăn thua. Cháu để đây nha bác nhá. Còn dư 400 nghìn. I O P Pro này này. I O P Pro 400 nhá. Đây các bác 400. Thì trao lại cho tù Pò Đặng. À sao sinh tù Pò Đặng. Chua. Sao sinh tù Pò Đặng. Hai. Pò Đặng. Phở đá. Ờ, gió lắm. Thật sao 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 phở đá. Là tất cả nha. Phú phú. Phú phú mọ đe, phú phú nha. Thật sao. Vâng, thôi cháu xin gửi lại cho bác này 400 ngàn này. Đây là số tiền còn dư lại khi mà mua quà vào. Thì trước đấy, trước Tết ấy, thì là vào trong này là cũng tặng của cô Judy Đặng là hai gói mì gạo bao thai của gia đình em sản xuất ra rồi. Dạ. Vâng. Thế là xong xong phần quà rồi. Chị Thắm bắt tay với bác một cái. Đấy. Bao tuổi đi chị Bao. Bắt tay được. Chúc ông có nhiều sức khỏe nhá. Có tiền là đi mua thuốc về uống anh em nhá. Thành thử cái xem nào để xem các bác nghe giọng một tí. 4 ngày. Ôi dồi, xong là đỡ đỡ ốm là ông phải đi cắt tóc thôi nhá. Tóc dài lắm rồi. Là ông là có mấy người con nào mà bác? Ông thì đông lắm. À đây về đây kể cho Thành một cái là ông ấy thì là trước là cái nhà ở đỉnh đồi bên kia thì là do là con cái có con cả ấy thì nó cũng gọi là ngày xưa là có một cái con bò hay là bò dự án đấy. Khi mà dự án có lấy về bác nhà bác nuôi ấy, thì là tình hình đấy về con bò đấy là không được bán mà bởi bò nhà nước người ta nuôi để phát triển thôi. Đấy, được đẻ làm con làm kinh tế. Đấy, thế là hai bố con là cũng dục dịch nhau là của hay của tao ấy, kiểu dạng như thế. Xong người là con cái là cũng dạng như là làm phải nói là ông kiểu cũng có tuổi không làm được gì, ông không có vợ mà, vợ bỏ đi Trung Quốc rồi, lâu rồi. Đấy, thế là về sau là nhùng nhằng thì là ông lại lên trên vàn đồi ở. Đấy, thế là có anh em mà cũng chia sẻ tới nên là các bác là cũng biết đến là từ bên kia xong rồi là giúp đỡ ủng hộ về sau cái mảnh đất này là mảnh đất mua xây nhà bên này. Đấy, bác là có một anh cả này với lại một thằng hiện tại đang ở cùng bác, một thằng con trai út ấy. Nhưng mà là cụ thể là hình như là hai anh em con trai còn đâu là chị em gái. Mua hẳn tàu tu mi nhỏ mì tu này họ dạ. Mua hẳn tàu mì tu ấy. Mì tu mình trải tả. Không mua mì tu mình trải tả không trải tàu. Mì tu. Tả không được. 8 đứa ở dù tàu luôn. Mùa mùa nó khó tả.
Bảo là chết hết rồi. Chết hết rồi. Bảo là có ba con gái, đó. Hai con trai. Còn lại là mất hết rồi. Vâng, lại mất hết một con gái đi Trung Quốc nữa rồi. À, thế là tình hình như vợ của bác là từ ngày đấy đến giờ là còn nghe tung tích gì không bác? Từ ngày chúng cháu không vào đây nữa ấy. Dạ thì tí lòng này thì muốn nói chuyện đây thì hôm nay là sẽ là của hải lý trả rõ không? Đó rõ. Hải lý ở cho mình nhỏ thế em. Thế người trả hải mà. Vâng, không nói. Thế nho mà tổng pinh lọc, dò mà, tù. Đây bác cháu bảo nhá, cái chỗ này thì hôm nọ là cháu cũng bảo là bác trước khi ăn Tết thì là chuyển vào trong này, xong rồi cháu cũng đưa cho bác 100 nghìn để mua cái tấm kia thì bây giờ thì sao bây giờ vẫn chưa thấy đặt lên hả bác hay như thế nào? Thế là nè thì dạy thì thấy mấy bữa nhiên đó thì có quý đại học ca sao giáo trao tài tì nè. Chưa ạ. Chưa rồi. Mua chưa? Mua rồi. Đâu rồi cháu đặt cho. Chưa nhau vật to rồi. Bên kia mua rồi để bên kia rồi. Thế á? Nó phải chào lại. Nó gọi là ăn Tết rồi mua để bên kia rồi. À ăn Tết để. Có Tết nó mới mang mừng cả rồi. Và hai ba ngày thì mang về để lên xem. À thế. Bác lấy được ngay thì chúng cháu khỏe người thì cháu đặt cho. Thì cháu chưa tao lại là bếp ba thêm cho sau này. Thì tao. Chưa. Hả? Chưa. Cái gì chưa? Mua chưa được. Mua chưa được á? Mua chưa. Bán đại. À, mua hai tấm à? Ở dưới nhóc rồi nha. Hả? Ở dưới nhóc. Nhớ tọa giọt tọa. Bảo là bên kia hàng số. Nhưng mà là mua rồi gì? Mua rồi. Chưa mang về thôi. Chưa mang về á? Ồ. Nhớ học xe đây. Nhớ học xe ủi dục cư xóa cho. Nó bảo là người nhà bên kia nó không phải nhà đâu. Mặc tay tay là mặc. Đi lấy về. À, chỉ nhớ chê là? Chỉ nhớ. Ồ. Tức là người ta chỗ bác mua, bác bảo bác mua được hai tấm rồi. Nhưng mà ý là người ta hiện tại là cũng không ở nhà, bác không lấy về được để anh em lắp hộ bác được đấy, bởi vì trên cái này này các bác là hiện tại là do là lúc trước là kiểu đun nấu ở dưới cái hầm này đấy, thì ở dưới này cái gió là nó hẩy lên, tức là cái hơi nóng nó hẩy lên ở trên ấy, nó trời mưa xuống thì là cái tấm polo là dưới nóng ở trên nó lại lạnh, đâm ra là nó bị nứt. Và thời gian sau là gió máy các thứ nó cũng bay mất đi rồi. Bây giờ trên này là cứ toang hoác. Thì vừa rồi em bé cũng giải quyết cho bác là bảo là đưa bác 100 nghìn để bác mua lấy tấm tôn ngắn ngắn như thế này thôi, xong rồi đặt lên trên, xong rồi em bé sẽ vào và cũng xem lại. Thì bác cũng bảo là để bác ra kia mua, xong rồi về bác tự đặt lên được. Đây, bác nhờ người xung quanh hàng xóm người ta đặt lên được, nhưng mà hôm nay lên đến trên nhà là vẫn thấy như cũ. Thì bác có nhà cái chỗ này xong xuôi nhá bác nhá, thì là cháu dặn là bác phải phải dọn hết vào trong này nhá, không để như giữa nhà như thế này nữa. Vừa rồi là nấu cơm ở trong này phải không? Có ta sao chứ làm được cái chê đó. Nhưng mà từ Tết giờ, từ hôm cháu vào là hôm 23, 24 gì rồi mà cách đây nửa tháng rồi đâu nữa. Đấy, nhất là cái thằng mua nhá, là bác phải 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 dằn mặt nó ngay từ bây giờ đi, không thì mai mốt là nó lại hư thân lắm đấy. Bây giờ nó lớn lớn rồi, bây giờ nó không hộ bác phụ làm một cái công việc gì như thế này thì sao mà bác một mình còn ốm đau như thế này nữa thì sao mà làm được việc. Hay còn đồng áng của gia đình trồng ngô trồng ấy, bác bây giờ bằng tuổi này già nhưng mà vẫn đi cày hàng ngày. Thế nên là bác có phải sai nó làm đi, cứ để cho nó lêu lỏng như thế là suốt ngày bác là khổ, là càng thêm khổ nữa. Bây giờ bác còn một tí sức đi cạch làm được trồng được ngô thì bác bảo là bác còn một tí ăn, phải không? Thế là vài năm nữa bác già bác dậy đi lại lụ khụ không làm được việc rồi, đến lúc đấy ai nuôi bác? Chả phải là mua chứ ai. Nên là bác phải dặn dò nó làm từ bây giờ được rồi, giờ nó lớn tướng rồi còn đâu. Dạ thì làm này thì có họ tụi mình tu à. Ở chỉ thất cho này phải một lần lại ở nhập thiền này còn này là ba họ lấy té ở là của đó nó thế. Ừ. Chẳng lo tôi hãy chịu. Bác bảo nhiều lần lắm rồi nhưng mà bác kiểu cái tính này sợ con. Đấy. Ngày trước là dọa một lần bảo là đấy mà mày không làm. Tôi phỏng mà bao hải cho rồi. Bảo là anh gần cô của ông thì anh cứ bảo cô là ông nữa. Có gặp nó bao giờ đâu, thấy cháu lên là nó chạy đi vắng ngắt rồi. Lớn chứ. Tin là thì tin là tôi chả sao cả chính trị ở thằng tôi. Hải lo đấy. Hải lo đấy. Hải đấy.
Được không nhớ đấy. Đấy, không dám bảo nữa, không dám đi gọi về này thì sao mà các cháu Ở dưới đấy à, mùa hôm tay tao bảo đi đâu là ở dưới đường thôi. Ở dưới đường à? Thấy anh em đến cái là trốn vắng ngắt mà đấy. Đấy là bao giờ nó vẫn kiểu là thứ nhất là đấy nó có sợ gặp anh em mình, bởi vì là đi vào trong này nói nhiều lần rồi nó ngại. Và thứ hai là đợt trước là cũng thấy bác là bác lại sợ anh em mình chửi con, tức là thương con, hiểu chưa? Ừ, không đúng nhưng chỗ không đúng chỗ, không đúng nơi, đâm ra là bây giờ khổ là khổ bác là như thế. bác càng thân xong này nó càng láo càng hư đi bác Đấy, thường chả thế chứ sao? Đấy, bây giờ bác có dám gọi về để anh em mình nói đâu. Nên bác không dám gọi về thế này thì anh em mình bảo như thế nào? bây giờ tầm tuổi bác này già thì thằng ấy nói nó không nghe nữa càng Không lớn nghe nó lại rồi. càng được đà đi Ừ. Ngày xưa là ông anh cả là nói câu hơi ấy một tí nha, là đuổi bác đấy, ông anh cả ấy. Đấy, bây giờ là đến con út này bây giờ là cũng giống như kiểu là bây giờ cứ lầm thành lầm lì thói lì. quen Ừ. đi Lầm lầm lì lì. Ngày trước là cũng tạo điều kiện 13 14 tuổi vẫn cho đi học lớp mẫu giáo lớp 1, nhưng mà học được một dạo các bác các cô là lúc đấy là vui lắm, mừng sướng. Đấy, về sau này là mua cho cả sắm tậu cho cả xe đạp đi học, cuối cùng là về xe vứt một xó rồi thì người thì cũng chả thấy đâu, học hành cũng không đến nơi đến chốn, bây giờ đã học được tiếng nào đâu. Đấy. Ra là con cái là bác kiểu là không dám chửi, nhìn không mặt nói bác cái được này nó không nói được nghe, mặt thì rất phúc hậu, anh em vẫn công nhận là một cái điều như thế, nhưng nó kiểu là nó bác hiền quá ấy, kiểu nói con nói cái không có được. Đấy, đến lúc con mắng con chửi thì là cũng im rồi thì cho qua. Đấy, đâm ra là từ người con cả đến người con út rồi bây giờ là chả ai nghe bác. Đấy, đâm ra là bác càng già càng khổ, mai mốt bác không đi làm được cái gì nữa thì đố bác lấy được cái gì của nó về ăn. không Cháu nuôi nói được thật, bác ấy đúng rồi, làm sao mà nuôi được bác, nên là bác phải dần từ bây giờ đi. Cái câu chuyện này thì em bé là cũng nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi tội là dạng cái kiểu là bây giờ bác cũng không bảo được nữa. Ừ. kể cả nói bác bao nhiêu không bây giờ Ừ. nói thằng đấy nó chẳng nghe Đấy, đúng rồi. Đấy, nên tí quá nó khổ về này, cháu dặn này là bảo là rửa ráy hết mấy cái này đi này bác này, lau cái bếp núc này đi này, bẩn lắm rồi. Đấy, mấy cái này là các cháu lên là chưa ưng ý đâu bác ạ. Đấy. Tự, nhá. mình chỉ ở thì mình tốt là Ừ, bảo nó làm, bảo con làm. mình tốt rồi thì mình sẽ che cho là mình còn được đồ mà cho nên mà trong một là ở cái đồ này phải vắt đi đây rửa bác. Thế vừa rồi bác ăn Tết bác đây cũng cứ để này không đây dọn một tí nào? đây là đây thì là thể tháo nó che cho nếu chỉ mua tí là dùng rồi ít luôn thì ít khỏi trời rồi phải cho nhớ lý này này ô tết chỉ có tết thôi nó chính mất chén nó rồi đấy, không bảo là không có tết không có à Tết ăn à? Đây cháu và bác này, người ta có câu là bảo nghèo cho sạch rách cho thơm, bác là kiểu là nó gần như là nó ngược lại. Đấy, bây giờ các cháu là bác cũng, cháu cũng công nhận là bác là tuổi già sức yếu, nhưng mà tôi thì làm những công việc gì nó có thể là làm nặng thì không làm được nữa, nhưng mà mấy cái này này bây giờ cũng không ai phụ được bác làm được đâu. Đâm ra là các cháu là lên trên này là mỗi lần lên là mỗi lần các cháu nhắc nhở cũng như là để con cái các thứ nó cùng nhau làm, nhưng mà cuối cùng các cháu lên là vẫn thấy y xì như cũ. Cái này thì đấy bác mà rửa sạch đi qua một cái thì bác nhà được dùng cái đồ dùng của nhà của bác mà ăn nó cơm nó cũng ngon hơn, bác làm gì sạch sẽ hơn. nhà nó đi rằng ăn rồi đi nào cả mà ông mất đi là giống như khai trà Nọ cà vơ bát sạch cơm ngon. muộn đây Đấy, đây này. Ôi dồi, cái gì đây? A chín đi. Hả? Cái này bao nhiêu lâu rồi? cho về tổng mộ của Ừ. tên 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 Đây các bác này, tên xem. tên 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 Gầy lò. tên 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 Hả? ngu hai Cái này thì là ít muối ớt để bác hay là chấm cơm, cho dù là bảo là gia đình không có điều kiện gì ăn muối ớt đi chăng nữa, nhưng mà cái bát cái đĩa nó phải sạch chứ. Này này, này. Đấy, như này bác vẫn úp cái này, như mình thấy úp cái này thì chắc gì cũng đã dám dùng. Bác Thành thấy thế nào? bên này nó cũng bẩn bên kia cũng bẩn nhưng mà bên này người ta có vẻ nó không được bằng ở như ở bên Cao Bằng lắm Bên đấy thì gần như có là vẻ nó văn minh hơn một chút đúng rồi, tiếng từ tiếng nói luôn, và từ tiếng nói đến những cái nhận thức về cá nhân đấy. mà Đấy, nhưng mà cũng
cuộc sống hàng ngày có vẻ người ta nó biết là ăn ở nó sạch sẽ hơn một chút. Đấy bác nha, bây giờ cháu bảo bác này, bác làm thế nào thì làm, nhưng mà lần sau các cháu lên còn thấy một lần nữa thế này là các cháu không vào nữa đâu. Đấy cháu nói thật. Đi làm để có chỉ xây tủ cho chú gia mình mà lì rào lại thế cho tôi giờ chỉ xây tủ thì mà lì rào lại chỉ tôi này. Này kéo khi ông ăn vào ông còn ốm hay chứ đừng có nói là Khả năng no ông ăn cái chỗ chúng cái đấy bị mo po cả đấy. Nọ chừ. nó vô tình mà vô tình Bây giờ còn mỗi cái gói mì gạo bao thai là còn thấy sáng nhất này các bác. Thế là còn bằng này à bác phải không? Tà nào. Còn bằng này là ít mì gạo và bao thai là lúc trước khi về quê em bé lên đây một lần là có thay mặt cô Du Đi Đặng là lên đây tặng cho bác được 2 cân, ăn Tết xong là vẫn còn bằng này. Ca chỉ ca. Ca lò. Pau ùa mà. Bao bao á. Này cái này là từ cái hôm bác bảo là chữa cá này, à, cá chữa đau họng này, từ hôm cháu lên đây là bây giờ vẫn nguyên thi. 1 tháng chơi rồi. Chỉ rùa nhưng mà phải đổ đi, cháu biết là không lấy rồi. Thầy chỉ vô nhà tổng mua trên cao một phát xe thế Bảo là bác bảo nào em. bác bảo là bảo cô rồi nhưng mà cô không ăn đi biết thôi. Nấy gì bình ngâm rượu hay sao cái đấy rau chua. Dồ chết thôi. Rau chua này còn ăn được khi ông để trà để vài không? năm rồi xem ăn đi. nó thối hết rồi đây này nó mở lên mùi thơm lên Chắc... Cái này đổ đâu bác? Giờ đổ đâu? Có nghĩ kia thì à? Ê, đổ 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 ra đây. Hả? Tí ông đổ đi nhá. Ồ, bẩn lắm chết thôi. Nhà ông còn phải chấn chỉnh nhiều nữa các bác ạ. Cả quế thì nuôi trong nhà lích lác hết. Ui ồ. Con này. Đấy, 2 con. Bên này. Ui rồi cái giường cũng sập nốt rồi này. Bác Thành ơi. Bên này hỗ trợ ông làm cái này cái. Cái này không biết ông ngủ cái gì ấy. Chết thật. Sập nó có ngủ được á? Thế về thế nên mình cũng chả biết là mày nó nhảy lên nó sốt sập cái chứ này gãy hết cả cái giáp vừa đổ chợ hết thật. rồi à. Cái này chả biết là Mày ông ngủ đây em. Ông ngủ ở đây mà. Bảo là không sửa được rồi. Không sao không được, vẫn còn giáp đây đấy. Còn cái này là bác lấy này ra để cho bọn cháu giúp sửa cho. Cái này để cháu dựng lên cho. Hộ bác một lần này thôi nhá. Ở trẻ cho khán giả về bác đi thì làm việc gọi thằng bác con ơi trai về không biết là đi đâu ấy gọi cái gì. tao chỉ cái đèn thôi đây đây này đây là cái túi lấy lên để trên bàn chết thật. Này bác ra ngoài cái giường của bác ở hàng tấn rác thiên kim cả nó ra cho nó bác thả để cháu khinh cho. Vừa đáng thương nhưng mà bác lại cũng vừa đáng trách ấy. Đáng trách nhiều hơn đáng thương ấy bác bỏ. Tao. Xem. Nó bị cái này. Hả? Nó bị tụt cái Không phải tụt đâu, cái này vẫn ở đây mà. Nó bên trong này à, nó bị tụt cái này. Bây giờ phải lấy cái này ra đóng nó kia lại, lấy cái đinh về đóng lại nó ở ngay mà. Nhưng phải lấy cái giáp ra đã. Ui dồi ôi nhìn. Ông làm ngủ cái hết rồi đâu. Cái này chả trẻ con lên nhảy à bác hay là mua nó lên đây nhảy? Bác thì không cho làm giấy này được đâu, sức khỏe của bác. Làm sao mà bác cầm. Ôi nó.
hết hồn hết vía với ông Pó. Con gà này. Đây này, vẫn có cái lỗ đinh, vẫn may vẫn còn lỗ đinh cũ. Mà khỏi. Ông bảo không ở nhà xong thì bị sập à? Vâng, ông bảo là ông không ở nhà. Đây đây vẫn còn đinh mà. Ồ, cái này thoải mái này. Bác bỏ vào đây. Lấy cái này cây này vào đây kê này. Đấy. Đấy. Bác thả đi. Ố. Xì tóc. Xem còn đinh nào không ạ? Còn cái túi đen này thì tại... Cho đinh vài cái đinh ngủ chắc không ngờ đêm. Sập tiếp tôi để bảo. Cái này chắc ông đi làm. Cháu ơi, nó nhảy lên gãy hết cả cái kia là biết rồi đấy. Xong thì ra bắn vài tiếng khổ. Cánh cửa này bà con ở trên vùng cao mang tiếng là làm cửa nhưng mà chưa bao giờ mở cửa sổ các bác ạ. Vào. Được. Bên này nó lại thụt này. Thêm hai con nữa. Bụi thế nhỉ? Thợ Mộc Thành phải không? À, quê quán ở đâu? Cao Bằng. À Quảng, Cao Bằng nói. Chuyển nghề với này được hợi nhỉ? Ừ, thợ Mộc. Thế này. Biết làm này không thể? Biết làm này. Dọc vào vài cây. Thợ Mộc Thành, quê quán Hà Quảng, Cao Bằng, quê hương của bác. À, cái gì nhỉ? Ờ, cái... không, không, bác Bó ấy, đúng không? Bác Bó là ngay gần đấy thôi mà. Ừ, nhà cách đấy, 8 cây rồi. Mấy cây? 8 cây. 8 cây. Giáp kia mà nó gãy vụn như thế được. Thằng đấy nó mở nhạc lên nó hết sức nó nhảy. Ôi nhưng mà ngủ một ngồi bên gáy mà vẫn ngủ được tại cả. Thế về. Nó ngủ lên cái hòn đá. Lại lấy cái giáp vào. Để ngoài, ngủ bên ngoài. Đây này các bác. Làm sao mà bác Phó đủ sức cái người thì ốm nhăng ốm nhắc mà cái này nó gãy vụn được như thế này đúng không? Làm gì có chuyện nè, các bác xem. Tan hoang hết. Anh em mình nhảy không ấy. Thế. Hít. Ôi ơi, bụi quá. À phải thằng mua nó nhảy không ông ơi? Phải. Dạ phải nhớ phải tu hay sao? Chỉ dò lò. Từ từ. Từ từ. Từ từ cứ đổ vào trong kia xong rồi. Anh em mình xếp ra sao. Kéo vợ bật vào mặt đấy. Có thanh niên thành gái công việc nó nhẹ nhàng hơn ngay hả? May hôm nay chứ có xếp bà đi cùng. Nói, ông chỉ ngủ tầm ngoài tầm này. Ừ, này. Ở đây lấy tấm kia vào nó. Dạ ông đi ra mà không phải. Hất ra một đâu rồi chưa? Thế xài à? Thế xài là ở cái khẩu cái tủa. Úi dồi, nó kiểu bụi, nó hít vào mũi đâm ra là cứ hắt xì liên tục.
À, kia kia nhớ. Không, kia kia kia. Đi ông là tập thêm một cái nữa. Cho chốt nó vào đây đó. Cho chắc đúng không? Ừ. Đây. Kéo vào tí lại sập phát nữa đi. Tao đó. Rông à. Thế thì bác phải gọi hai thanh niên này là con. Đấy. Mua nó có giúp bác cái này đâu. Đưa em cho đầu này xong đây. Đấy, chiếu của ông đâu? Con vật cả cái này cho vào trong này. Cây ở bên kia kìa, phải để cái thanh chót ra ngoài, không phải giống cái thanh chót. Cái nào? Cái đầu bên kia ấy. Ôi, nó lên nhau. Xuống rồi mà. Đó. À, bên cái này nữa. Từ từ để em xuống nhá. Bác khỏe thế, nhắc được cả em lên à. Rồi, ok. Đẩy trà này. Cái chiếu gọi là cái gì? Hả bác? À thế, chiếu gọi là cái gì? Đẩy chá rồi. Đẩy chá, đẩy pà. Đẩy chạ rồi. Chạ là giường, chá là chiếu. Này xem cái giường, ui dù. Xem cái này là các cháu là phải gọi bằng đấy. Các khi ông cất tiền để trong này có mua nhiều chỉ mua chứ chỉ mua rồi này mua mà xua mà hả cũng mua nhiều giờ thì phóng vào từ à. Ừ. Gà qué lấy ra ngoài đi này ông này. Tủ cấy này là bảo ông lấy ra ngoài đi. Giờ cái lọc đó gà tủ cấy dần lọc rông à. Bảo là mua về thôi, cho ngoài sợ nó ai ăn trộm ấy. Trộm nào để thế thì bác phải để gọn vào đâu như thế nào chứ góc nào cũng thấy gà này, góc này này. Đây. Góc này bác cũng để này. Phân gà này. Đấy. Để một góc thôi. Đấy thì bây giờ là cháu xin phép về nhá. U mổ chê đó. Ừ. Mà sạch sạch mấy cái này đi nhá. Tàu chỉ tàu. Cam tổng vẫn thôi. Cam tổng là phải sạch sẽ hết nhá. Cam tổng lúc to học rồi hay chưa có quần đã đậy. Chị thắng lấy thuốc cho ông chưa? Chưa, mà bây giờ lấy thuốc đi. Em cầm. Mua chua. Mô ta hảo. Mô bò cà. Xong là mấy hôm nữa là xem được ngày là ông được cắt tóc rồi nhá. Chắc ông ấy thì chỉ lấy 2 viên thôi. Cái này ấy, thế thì bà ông bảo là đau thì uống 2 viên nhé. Ăn cơm vào rồi uống, ăn no vào uống. Yeah. Tổng mùa này anh em mới cho suốt rõ hô mà thì ớt nó mùa cho cháu mấy giáo nó anh chị? Ừ, ớt nó mùa cho cháu mãn mạnh thôi nhá. Cái này nó thức giống như kiểu giảm đau ấy. Đau đầu thì uống. Ông mô ta hào tí rồi, mô ta tí rồi. Chúng cháu về nhá, nhưng mà cái này là đấy cháu là gỡ hẹn lần cuối cùng ấy. Không ngờ sau là cháu không lên nữa đâu. Vâng, ớt xin xanh cầu dân nhé, chỉ tu mà để giáo tí là lại chỉ tu hả? Tàu nữa, bye bye nào. Gọi là ý là mình nhẹ thì nhẹ thật nhưng mà mình cũng phải có cái gì nó phải cương quyết thì gia đình mới ấy được, mới thay đổi dần dần được chứ còn cứ để như thế này là sớm ngày cũng ấy.